chúng ta có thể nhìn thấy được đó là token Celsius thì khá là dao động các bạn thấy được là ngày hôm qua đó khi mà cái thông tin liên quan tới Celsius có thể là gặp vấn đề thì đồng sao này đó chúng ta thấy được là ngày 12 tây đã lao vật từ cái mức là khoảng chừng 47 cent xuống tới mức thấp còn có 19 cent mà thôi nhưng mà sau đó lại đẩy ngược cho lên và chúng ta thấy được là bây giờ đó cái giá của đồng sao này đó ở mức là 0.27% mới vừa đẩy ngược trở lên nhưng mà tới thời điểm này thì vẫn chưa thấy có thông tin gì mới liên quan tới Celsius và cộng thêm vào đó nữa chúng ta thấy được là Binance thì lại ra một cái thông báo hồi sáng này đó là tại vì quá nhiều người lo sợ quá nhiều người tới rút tiền thì nhiều người tới rút BTC trên sàn Binance nhiều đến nỗi đó dựa theo thông tin của họ đó là tại vì quá nhiều người rút cho nên họ sẽ tạm ngưng cho rút Bitcoin thông qua mạng lưới BTC nếu như các bạn rút Bitcoin đó thông qua mạng lưới BIP20 thì vẫn không sao nhưng mà lưới khác thì vẫn được chỉ là không thể rút qua mạng lưới BTC mà thôi thì vì đang bị tắt nghẽn tại vì quá nhiều người không chuyên ở Binance mà khắp nơi họ tới để mà rút tiền ở trên những sàn như là sàn Coinbase cũng vậy Crypto com cũng vậy tất cả như người bây giờ đó họ đều chạy tới rút tiền tại vì họ sợ tình trạng tương tự liên quan tới Celsius đến nỗi mà chúng ta thấy được là nhiều công ty ngày hôm nay đó ra thông báo là họ không có liên quan gì đến Celsius hết Công ty Celsius uh, uh, tham gia vào những cái dịch vụ DeFi nhưng mà không phải công ty nào cũng tham gia đâu. BlockFi nói là họ không có liên quan gì đến công ty Celsius. Và BlockFi cũng nói là họ không có lưu trữ bất cứ đồng STX nào. Tại vì đồng này bây giờ là đồng mà đang có cái uh, nhiều câu hỏi là bây giờ giá cả đồng STX đã bị trên là với Ethereum thì có thể là bị lỗ. Cho nên BlockFi nói là không liên quan tới STX. Chúng ta cũng thấy được là ngay cả Tether cũng ra cái thông báo là việc liên quan đến Celsius thì không liên quan đến USDT đâu. USDT Tether vẫn như là chúng ta biết đã có cái tài sản hỗ trợ. Ít ra đó là câu chia sẻ từ Tether. Và Nexo đó thì tối ngày hôm qua Nexo cũng ra cái tài liệu là Nexo không bị vấn đề gì hết các bạn vẫn có thể là nạp rút bình thường. Và Nexo nói là đối với việc của Celsius thì họ có đưa ra một cái đề nghị là họ muốn mua lại một số tài sản của Celsius nhưng mà thuận đọc cái đá thư này đó thì không có rõ ràng lắm họ cũng không có nói là họ mua tài sản như thế nào và mua giá bao nhiêu cho nên không biết là họ có thực sự muốn mua hay là không hay là họ chỉ muốn nói như vậy mà thôi đó là điều thuận chưa có rõ ở đây nhưng mà Nexo đó thì cũng đã ra cái thông báo đó cho đến thời điểm bây giờ đó thì bản thân thuận cũng đã thử rút từ Binance, Bybit, Coinbase, by Gemini. Thì vẫn không là vấn đề Và thường cũng đã có cái lệnh rút từ blog và com Nhưng mà những lệnh rút này thì cần thời gian để giải quyết Cho nên trong vòng 2 ngày thường sẽ chia sẻ với các bạn Nhiều bạn comment bên dưới đó Nói là à, những cái à, dịch vụ như Nexel đó cũng ok Không có vấn đề gì Nhưng mà nào mà biết thêm thông tin hãy comment bên dưới Tại vì thường không có sử dụng tất cả các sàn Nhưng mà cách đây 6 tuần đó Thì Thuần có đăng một cái à, bài trên những mạng xã hội sau cái sự kiện của Luna và UST thì mình có chia sẻ là tuy biết là cái sự kiện UST không liên quan đến các đồng ổn định khác và các nền tảng lấy lại nhưng mà lòng tin của thuần cũng có phần giảm và sẽ giảm bớt số tiền đang để trên các dịch vụ này. Đây là một quy định cá nhân thuần chia sẻ với các bạn ngày 30 tháng 5 hai tuần sau thì đã bắt đầu có chuyện rồi thì thuận nó cũng đã có cái sự may mắn là hôm qua đó sau khi mà đọc thông tin và chia sẻ với các bạn thuận cũng đã rút tiền ra khỏi Celsius cho nên thuận không có bị dính lại ở Celsius và hiện giờ thuận vẫn đang tiếp tục như thuận chia sẻ ngày 30 tháng 5 đó rút ra khỏi BlockFi, Gemini, Coinbase vân vân những nơi mà thuận lưu trữ và thuận kỳ này đó là sẽ không rút một phần mà thuận sẽ rút hết về tại vì thuận cảm thấy là không có an tâm với những cái dịch vụ này đây là một điều là khá là đáng tiếc ngay cả thuận nơi các bạn thấy được cũng đã có cái sự lung lai like về lòng tin với những dịch vụ này rồi và đây là điều mình thường muốn chia sẻ rất là khác biệt so với năm 2017 như thường mới nói đầu video đó thì năm 2017 đó những cái dự án landing đó thì nhiều người cũng nhìn được từ xa là những dự án này là những dự án không có kết quả tốt đâu là những dự án lừa đảo nhưng mà chúng ta thấy gần đây đó chúng ta có hai sự cố không liên quan đến thị trường tài chính nói chung chúng ta được là tình hình tài chính nói chung đã tệ rồi cộng vào gần đây trong vòng một tháng thôi chúng ta đã gặp hai sự cố lớn đó chính là Luna UST và chúng ta thấy sự cái sự cố mới đây liên quan đến Celsius cả hai cái dự án này đó là Thuận không có bị dính vào coi như là Thuận không có lưu trữ Luna hay là UST các bạn cũng đã biết và thậm chí hôm qua đó thuần cũng đã có thể kịp thời rút ra khỏi Celsius thì có phải là thuận giỏi hay là hay hay không thì không phải đâu các bạn thuận chỉ đơn giản là may mắn mà thôi thuận chỉ có một chút những cái linh cảm không tốt và thuận quyết định là rút ra và không chấp nhận nguy hiểm nữa chứ không có phải là thuận giỏi hay hay đâu có thể nói được với các bạn đó là dự án Luna là một dự án đó đãi vào top 10, là một dự án mà được nhiều người ca tụng, có thể nói được là thuận không có lưu trữ Luna không phải là thuận nghĩ Luna không tốt mà tại vì lúc đó thuận đang chú tâm để mà tiếp tục chung bình giá BTC, bây giờ cũng như vậy, điều này nhiều bạn có đã biết rồi. Đó là lý do tại sao mà thuận thường hay chia sẻ với các bạn thường là làm gì. Chứ nếu như mình thuận đã lưu trữ đủ BTC, đủ tvm những đồng khác thì thuận vẫn có thể là lưu trữ Luna thời điểm đó. Cho nên không có mua Luna không phải là thuận hay mà là tại vì uh, thuận lúc đó đang bận làm chuyện khác bây giờ cũng như vậy liên quan tới sao sẽ tại vì đó, như thường chia sẻ đó là tới ngày hôm qua tất cả chỉ là cáo buộc mà thôi và alex mcinsky ceo cũng đã giải thích nhiều lần trên những mạng xã hội cho nên trên căn bản đó thường rút ra tại vì thường không muốn chấp nhận rủi ro mà thôi chứ không phải là thường biết trước hay gì hết cho nên đó, đây là một cái điều rất là quan trọng Các bạn thấy đó, là bây giờ đó lòng tin nó bị lung lai mạnh hơn năm 2017 tại vì năm 2017 đó đương nhiên các bạn đầu tư những cái dự án ICO mới những cái landing lừa đảo thì nhiều người cũng sẽ có một cái sự chuẩn bị nào đó hay là cũng có một cái sự hiểu biết là tại vì mình không có tìm hiểu rõ cho nên mới gặp cái sự cố dính vào những cái dự án đó nhưng mà các bạn thấy được là một cái dự án mà thì vào top 10 như là Luna một cái công ty landing lớn như là sales mà cũng có thể gặp những sự cố như vậy thì cái lòng tin nó, nó bị lung lay like còn mạnh hơn nữa thương dòng các bạn thường đang muốn nói gì. Cho nên vì lý do đó, trên đầu video thường mới chia sẻ với các bạn là bây giờ đó tuy là giá cả vẫn tốt hơn là năm 2018 rất là nhiều nhưng mà thường cảm thấy được là tâm lý đó nó còn tệ hơn năm 2018 nữa. Những bạn nào mà còn ở đây nghe cái thông tin này từ thường đó thì các bạn à, cũng nên hiểu được đó là mình đang và vẫn trong cái tình hình là trải qua những thời kỳ khó khăn nhất, thậm chí đối với thường còn khó khăn hơn năm 2018 nữa, không phải về mặt giá cả mà về mặt lòng tin. Cho nên đừng để ai nói với các bạn sau này đó là năm 2017-2018 tệ hơn đối với Thuận Bây giờ tệ hơn về cái lòng tin cũng như là tệ hơn về cái tâm lý hiện bây giờ Nhưng mà không phải vì tệ hơn mà chúng ta lại bỏ bê tất cả có một điều là mỗi một lần mà thị trường đi xuống như thế này nên nhiều bạn có hỏi thường là Thuận chia sẻ rất nhiều thông tin trên những mạng xã hội không biết tại sao đây là sự thật nhưng mà nào theo dõi thuận cũng đã biết rồi khi mà thị trường không tốt đó thì không biết tại sao thuận lại rất có nhiều cái năng lượng và lại muốn chia sẻ nhiều điều với các bạn và những lúc mà thị trường không tốt chúng ta lại có những cái meme giống như các bạn thấy trên màn hình ita no, 2.0 no ita 20 đô la hay là chúng ta nhìn thấy được cái bài này thuận chia sẻ với các bạn khi thủy chiều xuống thì mới biết ai đi bơi không bận quần hay là nếu như bạn nào mà lo lắng về Ethereum cứ đi xuống hoài đó và đi xuống nhiều hơn là BTC thì nghĩ tích cực hơn đi Nếu Ethereum tiếp tục giảm 200 đô mỗi ngày thì chỉ có thể giảm tối đa là 6 000 mà thôi Tại vì lúc đó là dễ gì con số 0 rồi thường thấy giỡn với bạn một chút để các bạn thư giãn mà thôi thị trường vẫn là thị trường giá cả lên xuống là dựa theo người mua và người bán và tâm lý của thời điểm đó các bạn uh, có buồn hay là các bạn có vui đi nữa đó thì các bạn cũng không thể thay đổi được thị trường đâu cái mà các bạn có thể làm đó là tiếp tục thực hiện chiến lược của mình và câu hỏi rất là đơn giản là các bạn còn tin hay là không tin mà thôi Các bạn còn tin thì đương nhiên đây là những cái thời điểm rất là tốt để các bạn có thể tích lũy Và các bạn tin là tin các bạn tin đồng nào các bạn có còn tin những đồng coin nhỏ Hay là các bạn chỉ muốn tập trung vào những đồng lớn như là Bitcoin, Ethereum Đây là những câu trả lời mà chỉ các bạn có thể trả lời mà thôi Chứ nếu như các bạn không tin nữa đó thì cũng không có lý do gì các bạn tiếp tục lại thị trường này và nếu như đã tin thì đương nhiên các bạn tin lúc mà giá cao thì bây giờ giá thấp hơn là những cơ hội tốt để các bạn có thể tích lũy tại vì nếu các bạn tin thì như đây các bạn nghĩ là giá sau này nó sẽ tốt hơn bây giờ và chúng ta đang tiến gần tới 20.000 đô là đối với Thuận đây là một cái con số rất là quan trọng. Tại vì sao? Tại vì đó nhiều người không biết là kêu gọi đi xuống dưới 20.000 đô, 18.000 đô như là Robert Kiyosaki à, vừa mới chia sẻ cái tác giả của quyển sách Cha già chẳng nghèo. Với tình hình bây giờ đó thì cái gì cũng có thể xảy ra. thường không bác bỏ cái điều đó. Nhưng mà Thuận chỉ muốn chia sẻ với các bạn, nếu như mà BTC xuống dưới 20.000 đô đó thì đây là một lịch sử chưa từng có. BTC chưa bao giờ xuống dưới đỉnh của chu kỳ cũ, có nghĩa là chúng ta thấy là chu kỳ cũ BTC là 20.000 thì Bitcoin chưa bao giờ xuống dưới cái mức đó. Khi chúng ta nhìn vào những chu kỳ trước đó như là trước đó nữa đó là chúng ta thấy được là cái giá đỉnh là 1.200 đô, sau đó chu kỳ năm 2017 18 đó thì xuống thấp nhất là 3.000 đô, vẫn cao hơn là cái đỉnh cũ. Thì chúng ta thấy được bây giờ đó BTC đang tiến trở về cái đỉnh cũ 20.000 đô. Nếu dưới 20.000 là một lịch sử mới. BTC lúc nào cũng có thể là làm chúng ta bất ngờ giống như các bạn thấy được là BTC cũng đã đi liên tục 9 tuần là màu đỏ chúng ta mới vì chứng kiến đó cũng là một lịch sử mới lập ra đó là điều mình thường muốn chia sẻ đây với các bạn chúng ta cũng cần chuẩn bị tâm lý mà thôi và đương nhiên bản thân thuận đó, thì câu trả lời là đơn giản là thuận vẫn còn tin và các bạn cũng đã biết là thuận đã trung bình giá mấy tháng qua liên tục rồi và thuận thích bitcoin ở mức này thích bitcoin ở mức cao hơn và sẽ càng thích bitcoin ở những mức thấp hơn những lúc như thế này đó thì các bạn sẽ được là một trong những điều mà Khó khăn khi các bạn chia sẻ thông tin là có rất nhiều những cái haters, những người mà không thích mình Lúc mà giá đi xuống sẽ có nhiều người nói với các bạn là đã nói rồi mà không tin hay là nói rồi mà không nghe Hay là họ ra họ nói những điều khó nghe, cũng bình thường thôi các bạn, thường đã làm cái lĩnh vực này cũng đã 5 năm rồi Những cái câu nói đó thường nghe cũng đã quen rồi, không có vấn đề gì hết Nhưng mà các bạn thấy được là những lúc như thế này họ mới ló đầu ra, những lúc mà giá cả tăng thì không thấy họ đâu hết á các bạn thấy được là một người có thể là liên tục nói là Bitcoin sẽ xuống nhưng mà Bitcoin không xuống mà cứ lập định mới cho đến khi nào mà Bitcoin đi xuống nhưng mà cái mức giá bây giờ vẫn cao hơn là cái mức giá họ nói trước đây nhưng mà họ đã nói là họ đúng đó là một điều mà thuần cũng thường thấy rồi cũng không quan trọng gì hết á ai nói gì cũng không quan trọng quan trọng là thuần làm gì mà thôi và thuần còn tin hay không đương nhiên câu trả lời là thuần vẫn còn rất là tin và những lúc như thế này đó các bạn thấy được là sẽ có nhiều người chỉ trích nói là tại sao không chờ xuống thêm thật ra không ai biết được là có xuống thêm hay là không và thậm chí cũng không ai biết được là có tăng trưởng ngay lập tức hay là không cái mình không có thể làm là trung bình giá mà thôi và những lúc như thế này đó nhiều người sẽ có nhiều cái ý kiến à, trái chiều những cái ý kiến là tại sao thường lại trung bình giá là những lúc mà thuận chốt lời đó mà thường chia sẻ với các bạn thì đó cũng là những lúc mà nhiều người cũng sẽ nói là tại sao là chốt lời bây giờ mà không đợi giá tăng cao hơn nữa câu trả lời cũng là như một mà thôi lý do tại sao mình thường có thể chốt lời khi mà BTC hồi phục trở lại Đó chính là tại vì Thuần có lòng tin Và trung bình giá ở những mức thế này cái số tiền mà thường kiếm được trong cái đợt tăng trưởng không phải là ngay trong mùa tăng trưởng mà cái số tiền mà thường kiếm được đó là nhờ tích lũy liên tục 2 năm năm 2018 và năm 2019 á và các bạn có thể hỏi những người nào mà trong thị trường này lâu năm họ cũng sẽ có cùng một câu trả lời mà thôi đó chính là số tiền kiếm được là nhờ tích lũy ở cái mức thấp và đợi tới giá tăng cao chứ không phải là các bạn vô để mua những mức cao và đợi giá tăng cao hơn nữa và đương nhiên câu hỏi cũng là như vậy các bạn tin hay là không tin mà thôi nếu như bạn tin thì đây là thời điểm mà thùng vẫn tiếp tục tích lũy còn bạn không tin thì đó là câu trả lời mà bạn phải tự có mà thôi thùng chỉ có thể chia sẻ với các bạn thùng làm gì thùng không thể nói với các bạn làm gì được tại vì mỗi người đều mỗi khác và đương nhiên hôm nay thì nhiều người chờ đợi câu phát biểu của những người anh hùng trên thị trường này như là Michael Saylor <laughs> nhưng mà Michael Saylor chỉ chia sẻ một cái uh, hình đại diện mới mà thôi Chúng ta cần Michael Saylor mua cho bạn chia sẻ xem đại diện mới Nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ có được hình đại diện mới Và nói tới Michael Saylor đó thì các bạn thấy được những công ty mà lưu trữ nhiều BTC đó đang bị lộ rất là nhiều El Salvador các bạn thấy được là dựa theo thống kê đó thì họ đang lưu trữ 2301 BTC lỗ khoảng 46 triệu đô có nghĩa là 44% đây là tính theo cái mức giá ngày hôm qua thôi hôm nay nó còn xuống thêm nữa Michael Strategy 129.218 BTC À, lỗ rất là nhiều luôn, tính tới ngày hôm qua lỗ tới 713 triệu có nghĩa là gần như 18% nhưng mà tính tới hôm nay đó là lỗ tới 900 triệu lần, lỗ gần như 1 tỷ đô la Tesla thì lưu trữ khoảng 42.000 BTC thì ước tính là họ lộ khoảng 270 triệu nghĩa là khoảng 20% Block nghĩa là công ty Square trước đây đó thì lưu trữ khoảng 8.027 BTC họ lỗ khoảng 17,8 triệu nghĩa là khoảng 8 .13%. thì cái mà chúng ta muốn thấy đây đó là lúc mà những người này còn có lời à, thị trường vẫn còn ổn tuy đã xuống nhưng mà vẫn còn ổn đó thì ai cũng có thể làm anh hùng được bây giờ nhiều công ty này đó đang bị lỗ con số lớn như vậy thì họ có thật sự là anh hùng hay là không hay là họ không chịu nổi áp lực từ cổ đông hay là từ người dân của họ như là Salvador mà sẽ bán bitcoin của mình ai cũng có thể nói mình là tin tưởng tuyệt đối và không bán nhưng mà bây giờ họ có bản lĩnh thật sự để hô đồ qua thời điểm khó khăn này hay là không đó mới là câu hỏi cũng giống như là thời điểm tốt đó thì ai cũng có thể làm youtube video chia sẻ được thời điểm không tốt thì những thời điểm đó đó ai còn ở lại để mà chia sẻ với các bạn hàng ngày và như thường đã chia sẻ với các bạn 5 năm qua thường chưa bao giờ bỏ các bạn chỉ có các bạn bỏ thuận mà thôi và thường cũng sẽ tiếp tục ở lại chia sẻ ngày với các bạn và chúng ta cũng giống như là năm ngoái cũng giống như năm 2018 cũng giống như là nhiều thời điểm cũng sẽ cùng nhau vượt qua mà thôi đây cũng chỉ là một giai đoạn trong thị trường này thuận tin là như vậy và thị trường vẫn sẽ tiếp tục phát triển còn về những thời đào thì sao những thời đào đó thì dựa theo thống kê này đến từ Bitia Official thì cho chúng ta thì được là tùy theo là những cái công ty đào bịch thôi họ dùng cái máy đào nào những cái máy đào cũ hơn đó hay là giá rẻ hơn đó. Thì thật ra họ bây giờ là đang ở cái thời điểm là bị lỗ. Giống như là các bạn sử dụng Nminer S17 à, hay là Nminer 67 đó. Những cái máy đó thì các bạn bây giờ là đang bị lỗ. Nhưng mà nếu các bạn sử dụng những cái máy mới hơn tốt hơn đó. Giống như là Nminer S19 XP hay là Nminer S19 Pro đó. Thì các bạn thấy được là cái mức giá BTC phải xuống tới dưới 16.000 thì mới bị lỗ. Có nghĩa là tùy theo là các bạn là những cái xưởng đào có tiền và có công nghệ tốt hay không chứ còn những cái xưởng đào nhỏ mà sử dụng những cái máy cũ đó thì sẽ không có sống nổi khi mà giá đi xuống gì đâu Ngoài trừ thông tin này ra thì có một số những cái tài liệu khác thường muốn chia sẻ ngắn gọn với các bạn đó chính là cái thống kê của con xe mới nhất đó thì chúng ta đã thấy là tuần vừa rồi thống kê là có 101 triệu đô la rời khỏi thị trường này và chúng ta thấy được là phần lớn là đến từ quý 3IQ và Purpose và chúng ta được là cái số lượng rời khỏi đó là 56,8 triệu là rời khỏi Bitcoin và 40,7 triệu rời khỏi Ethereum. Nói chung tôi như rồi là một tuần mà chúng ta cũng thấy là những nhà đầu tư lớn đó cũng đã có động thái để rút tiền ra khỏi những cái quỹ này. Và chúng ta cũng có thể um, nghe một thông tin khác nữa mà thường sẽ không có chia sẻ nhiều với các bạn. Đó chính là cây đồng ổn định giao thức của Tron đó, USDD cũng đang bị mất peg. À, chúng ta hiểu được là bây giờ đó thì đồng USD đang ở mức là 0.98 cent không phải là mất thét nhiều lắm nhưng mà các bạn cũng đã biết đây là một trong những dấu hiệu mà có thể là không vấn đề gì họ sẽ hồi phục lại được nhưng mà cũng có thể đây đây là một trong những cái vấn đề sẽ dẫn đến những sự kiện lớn hơn giống như là Luna UST nhưng mà chúng ta sẽ không nói thông tin này chi tiết ngày hôm nay tại vì tôi muốn chú tâm chia sẻ về tình hình của Celsius và không phải ai cũng đang gặp vấn đề đâu chúng ta thì được CG đó cũng đã ra thông báo là những công ty khác như là chúng ta nói tới công ty crypto.com đó Tôi như rồi đã ra quyết định là họ sẽ sa thải 260 nhân viên, BlockFi đó cũng ra quyết định là sa thải khoảng chừng là 5% nhân viên. Và chúng ta cũng thấy là công ty Gemini đó, sàn Gemini cũng đã sa thải khoảng chừng 10% nhân viên Còn công ty Coinbase thì nói là họ sẽ ngưng không mướn người Nhưng mà Binance thì ngược lại, Binance nói là họ đã chuẩn bị sẵn rất nhiều tiền Và họ là một trong những cái công ty mà sử dụng tiền rất là có căn bản Cho nên họ không có sử dụng nhiều tiền để mà quảng bá Cho nên những lúc như thế này họ vẫn có thể tiếp tục để mà phát triển được, mướn người được Và không phải thông tin nào cũng xấu Các bạn đã thấy được là dựa theo cái bài phân tích này À, đến từ The Rational Root chúng ta thấy được là cái mức giá gọi là Realized Price thì các bạn thấy được là cái giá trên thị trường đó có nghĩa là cái mức mua và bán ở thời điểm đó là cái mức giá bây giờ giả sử như chúng ta thấy được là 22.007 đô nhưng mà cái giá Realized đó là không phải tính giá bán trên những cái sàn mà tính cái giá trung bình khi mà được di chuyển trên Blockchain thì cái giá đó là 23.400 đô thì tại sao cái giá này là quan trọng tại vì thường đó khi mà cái giá thật sự mà dưới cái giá này đó là những cái điểm mà chúng ta rất hiếm thấy đó là những cái chỉ số cho thì chúng ta đã gần đến đấy rồi dựa theo uh, bài phân tích này của The Rational Root Còn về số lượng Bitcoin nạp vào rút ra, ra sao thì các bạn có thể là sẽ cảm thấy bất ngờ một chỗ đó chính là tuy là hôm nay là một ngày mà cực kỳ xấu nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta lại thấy những Bitcoin đó được thu mua thì lại có dấu hiệu là được đem vào khỏi sàn tiếp tục là dấu hiệu tích lũy vì bạn hỏi thuận là thời điểm này xấu như vậy còn ai mua nữa thì câu trả lời rất đơn giản các bạn lên sàn các bạn bấm nút bán thì các bạn sẽ bán cái đi này lập tức đương nhiên là bên kia sẽ có người mua tại sao họ mua họ biết gì các bạn không biết đó mới là câu hỏi và đây là những thông tin mà thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay cái mà thuận nghĩ chúng ta cần bây giờ đó chính là cái sự rõ ràng hơn về Celsius sau khi mà họ nói không cho nạp rút nữa đó thì họ lại im lặng và chỉ chia sẻ một cái thuyết ngày hôm nay liên quan tới sale 2.0 và phải là token mới của họ nhưng mà lại không có thêm thông tin gì tôi nghĩ đây là một trong những điều làm cho thị trường rất là lo lắng chỉ cần là họ ra thông tin thì tôi nghĩ là chúng ta cũng sẽ biết nhiều thông tin hơn rõ ràng hơn chứ còn bây giờ họ cứ nín thinh không ai biết được là sell sẽ có thật sự là sắp sửa phá sản hay là không họ có bồi thường nếu như đó là sự thật những điều đó chúng ta đều không biết họ chỉ im lặng cả ngày hôm nay và một lần nữa thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này Nếu mà nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital như là có thể nhận được bonus hay là có thể giảm các phí giao dịch lên tới 20% phần từ những cái sàn lớn đó, thì có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got